Ngày mùa xuân là tên tiếng Việt của một ca khúc do nhóm nhạc Hàn Quốc rất nổi tiếng trình bày. Đó là nhóm nào? BTS, Spring Day. Chính xác, chúc mừng Winner. Trời ơi, bài đó hay thiệt luôn á. Xin mời Winner chọn ô. Đã, em chọn số 23. 23 là sự lựa chọn của Winner. Winner bây giờ đang hồ sáng xong lên nè. Bài này tại em bấm không nhanh đó chứ. Cái này không được rồi. BTS là một nhóm nhạc có 7 thành viên. Và một thông tin rất là thú vị về nhóm nhạc này đó chính là mỗi năm thì riêng BTS đã có thể mang về cho Hàn Quốc một doanh số đó chính là 4,5 tỷ đô la. Rất kinh khủng thưa quý vị. Không, nhóm nhạc này đỉnh mà. Và câu hỏi tiếp theo, họa sĩ nổi tiếng Picasso là người nước nào? Xin được mời Mon Hoàng Anh. Em có biết họa sĩ Picasso là người Tây Ban Nha. Chính xác, xin chúc mừng. Tiếc quá, phải vì Mon mà nhanh hơn một câu là Mon đã ăn được 3 ô rồi. Số 5 ăn 1 ô. Dạ. Ô số 5 là sự lựa chọn của Mon Hoàng Anh. Thưa anh, nhưng mà anh có nhiều điểm hơn em. Ok. Hiện tại sau nửa chặng đường thì rất tiếc cho Hana là đã phải trở về vạch xuất phát. Việc thi đang có 2 điểm, Mon Hoàng Anh đang có 3 điểm và đang dẫn đầu là Winner với 6 điểm, xin chúc mừng. Và câu hỏi tiếp theo như sau, người ta hay nói vắng như chùa Bà Đanh và thật ra là có chùa Bà Đanh thật. Vậy thì hãy cho biết ngôi chùa này nằm ở đâu? Ngôi chùa này nằm ở đâu về Winner? Hình như là nó nằm ở Hà Nam, giáp gần với Hà Nội. Chùa Bà Đanh còn gọi là Bảo Sơn Tự, nằm ở xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Xin chúc mừng Winner. Wow. Mời Winner. Anh nỡ ăn em hả? Chắc là em sẽ chọn số 20 ạ. Trời ơi. Winner hôm nay. Và câu hỏi tiếp theo, câu này mà sai là 4 bạn xuống dưới khoa tay lại luôn nha. Ủa sao vậy? Câu hỏi như sau, giá trị trường độ của một nhịp 44 là bao nhiêu? Xin được mời Việt Thi. Là nó tròn. Nó tròn, đáp án chính xác, xin chúc mừng. Thường là chúng ta sẽ có nốt đen đúng không? Xong rồi nó trắng. Nó tròn. Mà còn nhỏ hơn là sẽ có nốt mà móc đơn, rồi móc kép. Rất là nhiều. Xin được mời Việt Thi chọn không? Dạ, số 11 ạ. Yeah. Đúng rồi, phải ăn lại hết chứ. Và như vậy là Việt Thi đã cân bằng điểm số với Winner là 5 điểm. Hana ơi, cố lên nhé. Vẫn đang chưa có điểm đó. Dạ. Mon đang có 3 điểm. Về cơ bản, luật của môn bóng đá và futsal, tức bóng đá trong nhà, khá là giống nhau. Nhưng có một luật quan trọng trong bóng đá mà futsal không có. Đó là gì? A. Thẻ đỏ. B. Nghỉ giải lao. Và C. Việt vị. Xin mời Mon Hoàng Anh. Đó là việt vị, bởi vì trong một cái ngôi nhà nhỏ thế thì không thể bắt việt vị được, bởi vì sạy chỗ ấy, nó sẽ không có rộng bằng cái sân 11. Suy luận rất chính xác, xin chúc mừng Mon Hoàng Anh. Đáp án là C. Việt vị, futsal sẽ không bắt việt vị. Và thêm một điều khác nữa là futsal sẽ được quyền thay người tự do, không có giới hạn thay người như là bóng đá 11 người. Xin mời Mon Hoàng Anh chọn. Em xin chọn số 10 ạ. Số 10 là sự lựa chọn của Mon Hoàng Anh. Và câu hỏi tiếp theo, mạch máu có chức năng dẫn máu từ tim đến các cơ quan trong cơ thể gọi là gì? Xin được mời Việt Thi. Dạ là động mạch. Chính xác, xin chúc mừng Việt Thi. Chúng ta có 3 loại mạch máu chính là gì nè? Dạ là động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. Chính xác, động mạch là đưa máu từ tim về các cơ quan, tĩnh mạch là đi theo chiều ngược lại và mao mạch là nối giữa động mạch và tĩnh mạch. Xin được chúc mừng Việt Thi và xin mời Việt Thi chọn ô. Dạ em chọn ô số 21 ạ. Yeah. Và câu hỏi tiếp theo, hãy sắp xếp các chữ cái xáo trộn sau thành tên một bài hát mà mọi người xem. Tao chanh hoa ri. Hãy trao cho anh. Hãy trao cho anh. Liệu rằng là đúng hay sai? Xin mời. Ôi. Mời Mon chọn ô. Anh nhận số 25. Có vẻ rất là cân bằng ha. Dứt lại điểm số của Winner. Winner tụt xuống còn 3 điểm và Mon đã vươn lên dẫn đầu với 7 điểm. Và câu hỏi tiếp theo như sau, nửa đêm qua huyện Nghi Xuân, bâng khuâng nhớ cũ, thương thân nàng kiều. Đây là hai câu thơ của nhà thơ Tố Hữu khi nhắc đến đại thi hào Nguyễn Du. Hãy cho biết Nghi Xuân thuộc tỉnh thành nào của nước ta?
Xin được mời Hana. Dạ là Hà Tĩnh. Chính xác, chúc mừng. Và xin mời Hana chọn ô số. Em xin chọn ô số 6. Và câu hỏi tiếp theo. Thái Lan có lễ hội té nước Songkran rất nổi tiếng. Ngoài ra, té nước còn là lễ hội truyền thống của quốc gia nào? Gợi ý là có tới 2 nước lận nha. Dạ là Lào và Campuchia. Lào và Campuchia là bán chính xác. Chúc mừng Việt Thi. Songkran hay còn gọi là lễ hội té nước là lễ hội truyền thống của người dân ba nước là Thái Lan, Lào và Campuchia. Trong dịp này, người ta sẽ mang nước ra đường và đổ vào người khác để cầu phúc an lành. Songkran tại Thái Lan sẽ được diễn ra vào giữa tháng 4, tầm đâu đó là 12, 13, 14, 15 mỗi năm. Lịch này không hề thay đổi, cho nên là mọi người lưu ý để mà đến với Thái Lan tham gia lễ hội té nước này nha. Rất là may mắn. Dạ, em chọn số 1 ạ. Giống như là vừa có tia hy vọng lóe thôi. Tắt rồi. Và câu hỏi tiếp theo. Con voi nào cũng có ngà. Vậy ngà là bộ phận nào của voi phát triển thành? Xin mời Mon Hoàng Anh. Em đọc một cái quyển sách về thế giới động vật thì em biết là cái hàm trên của con voi là lúc mà nó được phát triển ra dài ra là cái hàm trên của con voi. Nguyên cái hàm luôn hả em? Coi. Dạ, răng nanh của hàm trên của con voi. Răng nanh hàm trên của con voi là bán chính xác. Xin mừng Mon Hoàng Anh. Ngà voi là do răng nanh hàm trên phát triển thành. Các cơ quan nghiên cứu đã khẳng định ngà voi có cấu tạo không khác gì là móng tay, nghĩa là không phải thần dược như là lời đồn đại. Cho nên là hiện giờ mà cái chuyện mà là chúng ta săn bắn voi để mà lấy ngà, để mà tin vào cái chuyện là đó là thần dược là cái điều không chính xác. Xin mời Mon Hoàng Anh sẽ chọn ô số. Em xin chọn số 2 ạ. Có vẻ là hồi nãy Winner nhường cho Hoàng Anh và đó là bức cờ sai lầm của Winner. Và câu hỏi tiếp theo như sau. Anh em nhà Wright đã phát minh ra cái gì? Xin được mời Mon Hoàng Anh. Máy bay. Chính xác, xin chúc mừng. Biến đi. Bây giờ mong anh chọn con số đi. Em xin chọn số 22. Trời ơi. Thêm một ô nữa của Winner đã bị lấy đi. Và như vậy là sau 20 câu, trước khi chúng ta đến với câu cơ hội tấn công mà Tech Chance, thì điểm số bây giờ đang là Hana đang có 0 điểm, Winner đang có 1 điểm, Việt Thi đang có 7 điểm và Mon Hoàng Anh đang có 12 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với cơ hội tấn công Attack Chance. Câu hỏi Attack Chance như sau. Trong nội tạng cơ thể người, phổi có kích thước lớn nhất. Vậy, bộ phận nặng nhất là gì? Xin được mời Việt Thi. Dạ là gan. Gan là bộ phận nặng nhất. Đó đáp án chính xác. Gan. Mời Việt Thi sẽ chọn một ô và phá bỏ một ô. Dạ em xin chọn ô số 24. Ủa sao cái bảng bây giờ còn mỗi 2 màu vậy? Là em xin phá ô số 5 ạ. Wow. Sau khi mà câu hỏi cơ hội tấn công thì hiện giờ Winner và Hana là đôi bạn thân cùng tiến với nhau. Mon đang có 9 điểm và Việt Thi đang có 11 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Và tiếp theo là một câu hỏi đuổi hình bắt chữ. Đây là một tính từ. Mời Mon. Chân thành. Chính xác. Xin chúc mừng. Wow. Nhanh nhờ. Em xin chọn số 19 ạ. Số 19 là sự lựa chọn của Mon Hoàng Anh. Và câu hỏi tiếp theo. Môn võ này trong tiếng Nhật có nghĩa là tay không. Đó là võ gì? Xin mời Hana. Dạ đó là karate. Chính xác. Karate là môn võ truyền thống tại vùng Okinawa, Nhật Bản, còn có tên gọi là không thủ đạo hay là võ tay không. Xin được mời Hana chọn ô số. Em xin chọn ô số 9. Xin chúc mừng Hana. Rất an toàn và mở ra rất nhiều đường ăn khác. Sắp xếp thứ tự 4 triều đại phong kiến Việt Nam sau đây theo đúng trình tự thời gian. Tiền Lê, Đinh, Trần, Lý. Xin được mời Việt Thi. Em chốt nha, từ. Đinh, Tiền Lê, Lý và Trần. Chính xác, xin được chúc mừng Việt Thi. Wow. Xin được mời Việt Thi chọn ô. Dạ em chọn ô số 5. Lại một lần nữa. Ô số 5. Yeah.
có cảm giác giống như là Hana là cái con mà trong mấy cái phòng đồ chơi nít đấy, hiểu không? Nó cứ chui cái đầu lên làm như cặp búa bạn xuống cấp xuống cấp nãy giờ không có ngôi lên được luôn á. Cơ hội dành cho Mon vẫn còn, nếu mà lấy được 7 với 17 luôn thì Mon sẽ có thêm 4, 5, 6, 7 ô lận. À, việc thi mất nhiều nha. Làm sao mà lấy được 2 ô nữa thì Mon sẽ vào. Và câu hỏi tiếp theo, cực tây biên giới nước ta là ở đâu? Thì em chắc câu trả lời của mình không? Cực tây biên giới nước ta á? Không có câu trả lời. Xin mời Việt Thi xuống. Chết rồi. Có thể là mình sẽ bị chết ở vòng này luôn ấy. Cực tây của Việt Nam của chúng ta là cửa khẩu Apa Chải ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Cột mốc biên giới có 3 mặt quay về 3 hướng, mỗi mặt có khắc tên và quốc huy của 3 quốc gia, đó chính là Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Trời ơi. Hay, Việt Thi ơi, Việt Thi, tại sao em lại bước xuống vào thời khắc này? Mon ơi Mon, em đợi chờ gì nữa Mon ơi? Còn chừng chờ gì nữa? Đến với câu hỏi tiếp theo. Vitamin nào có thể được cơ thể tự tổng hợp thông qua ánh sáng mặt trời? Trời ơi. Quá vậy? Trời ơi. Quá vậy? Không đứng lên. Em kiểu bước xuống ghế cho mình trả lời luôn á mọi người. Em tưởng là em hả Mon? Em tưởng là em. Trời ơi. Đây là vitamin D. Vitamin D là đáp án chính xác. Trời ơi, con này dễ thiệt luôn á trời. Ai da, từ từ nha, bây giờ Hana chọn hả? Hana hơi phá. Hana có vẻ là thương Việt Thi quá. Cho Việt Thi ăn ô của mình rồi bây giờ cứu Việt Thi nữa. Giờ em nghĩ là 17 hay là 7 gì đó cũng vậy à. Em chọn số 17 đi. Số 17. Tiếp tục. Cá rô phi là loài đẻ trứng, vậy nó ấp trứng ở đâu? Trời ơi. Em không... cá rô phi ấp trứng ở trong miệng, để khi nào mà các con có thể trưởng thành thì nó sẽ tự há miệng để cho các con tự bơi. Chính xác, xin chúc mừng Mon. Ô số 7 đã thuộc về Mon. Mon chỉ lấy thêm được có 2 ô mà thôi. Và điều đó đồng nghĩa là Việt Thi đã trở thành người chiến thắng ở vòng đầu tiên với 14 điểm, xin chúc mừng. Mon Hoàng Anh có 10 điểm, Hana có 1 điểm và Quinder vẫn như ban đầu, mãi mãi không thay đổi. Không sao cả, cảm ơn các bạn vì đã đến đây và tham gia trò chơi rất là vui này. Tuy nhiên, người bước tiếp vào vòng đặc biệt thì chỉ có Việt Thi mà thôi. Khó lắm luôn. Việt Thi nhìn là có nhiều ô như vậy nhưng mà thật ra lợi thế là nằm ở những ô số của Mon Hoàng Anh. Đúng rồi. Là bởi vì Hoàng Anh đã có rất là nhiều ô nằm ở giữa. Nhưng mà không sao hết, mình cứ tự tin thôi. Biết đâu là mình có thể thấy được một cái thông tin, một cái chi tiết nhỏ nào đó và mình phát hiện ra và biến thành câu trả lời của mình. Và bây giờ sẽ là câu hỏi đặc biệt của chương trình ngày hôm nay. Mời. Câu hỏi đặc biệt như sau. Đây là vận động viên nào? Trời ơi. Trời ơi, che hết đuôi đền của ông ta luôn rồi. Em còn không có đá banh nữa chứ. Che hết luôn. Ai à. Ôi. Che mặt luôn rồi. Trời ơi. Những cái hình nào mà không che mặt thì nằm ô của Hoàng Anh. Còn những cái hình nào mà thấy mặt thì bị làm mờ đi. Chương trình đúng là biết cách làm khó Việt Thi. Nổi tiếng không mọi người? Nổi tiếng. Beckham. Chúng ta có Beckham của Hà Lan và Beckham của đội tuyển Anh. Cho nên em đang nói về ai? David Beckham. Thì chỉ có một là của đội tuyển Anh mà thôi. Gợi ý nào để cho em được câu trả lời như vậy? Em đâu biết đâu, nãy mọi người nói cái tấm này nè nó đắt giá quá. Cái tấm mà bye bye này nè, em chỉ thấy được cái tai thôi à. Xong rồi nói là đồ cầu thủ nổi tiếng nữa thì chỉ có em theo như em chỉ biết được ba người thôi. Ronaldo, Messi với David Beckham thôi. À. Em chỉ biết kiến thức bóng đá của em chỉ có 3 người thôi. Dạ, em với lại em chỉ biết về đội tuyển của Việt Nam thôi chứ đó, từ cái hồi mà đội tuyển Việt Nam lên em mới có đá banh đó chứ em cũng không có đá banh. Rồi thôi, em không cần phải giải thích nữa. Liệu rằng David Beckham có phải đáp án chính xác hay không thì xin mời em cùng hướng mắt vào màn hình. Rooney, có Lampard, có Giroud, Ashley Cole, 3 đội bóng Manchester, Real Madrid và AC Milan. Hai con số là 7 và 23.
hình ảnh của cầu thủ này còn khi còn trẻ, bóng đá dĩ nhiên rồi, David Beckham. Và đó chính là câu trả lời hoàn toàn chính xác. Chúc mừng Vicky. Trời em rung.